Thưa quý vị, từ hôm qua, thông tư 13/2023 của Bộ Y tế quy định khung giá và phương pháp định giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu do cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước cung cấp chính thức có hiệu lực. Tại Đồng Nai, hiện có 4 bệnh viện công lập đang triển khai khu khám chữa bệnh theo yêu cầu, gồm Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. Theo thông tư 13, giá khám bệnh tại bệnh viện hạng 1 tối thiểu là 100.000 đồng một lượt và tối đa là 500.000 đồng một lượt. Đối với các cơ sở khác, giá tối thiểu là 30,5 ngàn đồng, tối đa là 300.000 đồng. Khung giá ngày giường điều trị chưa bao gồm tiền thuốc, các dịch vụ kỹ thuật từ 150.000 đồng một giường một ngày đến 4 triệu đồng một giường một ngày. Trong số các loại kỹ thuật phẫu thuật thì phẫu thuật nội soi robot điều trị các bệnh lý lồng ngực là dịch vụ có giá cao nhất với giá tối đa là hơn 134 triệu đồng. Giá tối thiểu là 91 triệu đồng.